Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với chuyên mục kiến thức crypto cơ bản cùng Chaincoin Việt Nam. Như đã hứa ở video trước rằng trong số tiếp theo, mình sẽ nói về altcoin, vốn là một khái niệm khá quen thuộc chỉ sau blockchain. Bạn nào chưa xem được video trước thì có thể xem lại video lịch sử hình thành tiền tệ và Bitcoin để hiểu rõ hơn nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ nhanh chóng bước vào chủ đề của video ngày hôm nay, đó là altcoin là gì, altcoin có mối liên hệ gì với Bitcoin. Đầu tiên mình sẽ khái quát lại một chút lý do mà altcoin lại ra đời. Như các bạn đã biết thì đồng coin đang đại diện cho cả thị trường crypto, đó chính là Bitcoin. Tuy nhiên do là đã được ra đời từ rất lâu, nên dần dần Bitcoin cũng bộc lộ một số điểm yếu về công nghệ. Chẳng hạn như tốc độ giao dịch của Bitcoin đang còn khá chậm, hiện tại thì đồng Bitcoin chỉ có khả năng xử lý khoảng 4 giao dịch trên 1 giây. Trong khi đó thì các phương thức thanh toán quốc tế truyền thống hiện nay như Visa đã có thể lên đến 4.000 giao dịch trên 1 giây rồi. Chưa kể đến việc khai thác Bitcoin còn tiêu tốn khá nhiều năng lượng, tổng mức tiêu hao năng lượng của quá trình đào Bitcoin trong năm 2021 từng được ước tính lên đến 128 tỷ kWh, gây ra rất nhiều mối lo ngại về môi trường. Và đó cũng chính là lý do mà các đồng altcoin ra đời nhằm khắc phục các nhược điểm từ trước của Bitcoin. Altcoin là sự kết hợp giữa hai từ alt coin, trong đó alt viết tắt của alternative, nghĩa là thay thế, còn coin là đồng xu, tức đây là đồng tiền thay thế. Tương tự như Bitcoin, các altcoin được xây dựng trên nền tảng blockchain và kế thừa tất cả những tính năng mà Bitcoin đang có. Điểm vượt bậc của altcoin so với Bitcoin có thể kể đến việc đã khắc phục được những nhược điểm của Bitcoin từ trước, với những ưu điểm cộng thêm như tốc độ giao dịch, dễ khai thác, cùng với đó là nhiều tính ứng dụng trên nhiều nền tảng khác nhau. Altcoin được ra đời không lâu ngay sau khi Bitcoin xuất hiện. Một số altcoin đã ra đời từ rất lâu nhưng vẫn giữ được mức tăng trưởng của mình, để có thể kể đến như Ethereum được tạo bởi thiên tài lập trình Vitalik Buterin. Đây được xem là đồng tiền điện tử phổ biến thứ hai trên thế giới với vốn hóa chỉ đứng thứ hai so với Bitcoin. Không chỉ về mặt thanh toán, Ethereum còn được tạo ra với mục tiêu là trở thành một nền tảng dành cho việc phát triển hợp đồng thông minh. Bitcoin Cash, người anh em thân thiết của Bitcoin, được tạo ra với mục tiêu tăng tốc độ xử lý giao dịch với chi phí thấp hơn so với Bitcoin. Litecoin, đồng coin được tạo ra với ý tưởng ban đầu gần giống với Bitcoin Cash. Nếu như Bitcoin được mệnh danh là vàng điện tử, thì người họ hàng Litecoin sẽ được mệnh danh là bạc trong thị trường này. Các altcoin cũng được phân theo từng nhóm so với vốn hóa thị trường, đó là Topcoin, thường là những đồng coin có vốn hóa hơn 1 tỷ đô. Midcap, những đồng coin có vốn hóa hơn 500 triệu đô. Largecap, những đồng coin có vốn hóa hơn 50 triệu đô và thanh khoản phải ở mức 70% trở lên. Và một thể loại coin thường được xếp vào hàng mua để sổ số với cái tên hơi bốc mùi một xíu, đó là Shitcoin. Đây là một đồng coin có thể mang đến lợi nhuận rất cao, có thể lên đến x10 đến x100 lần. Tuy nhiên là rủi ro mất trắng tiền đầu tư vào cũng rất là lớn. Các bạn cần phải thật cẩn thận khi đầu tư vào loại coin này nhé. Tiếp theo sẽ là mối tương quan giữa altcoin và Bitcoin. Nếu muốn đầu tư vào altcoin, các bạn phải luôn chú ý đến Bitcoin, vì biến động giá của altcoin đến thời điểm hiện tại vẫn còn phụ thuộc rất nhiều vào giá của Bitcoin. Về cơ bản, ngoài cặp giao dịch thông thường là USDT, các altcoin thường được ghép nối với Bitcoin thành các cặp giao dịch trên các sàn giao dịch tiền điện tử. Ví dụ như ETH BTC, BNB BTC với đơn vị mới là Satoshi, để chúng ta có thể trao đổi Bitcoin cho hầu hết altcoin. Đó là lý do tại sao giá cả giữa Bitcoin và altcoin có mối quan hệ khá đặc biệt. Khi Bitcoin giảm, nhiều altcoin cũng giảm theo. Khi Bitcoin tăng giá, có khả năng một số loại tiền điện tử khác cũng tăng. Nhưng cũng có trường hợp các altcoin giảm do Bitcoin hút vốn của toàn bộ thị trường. Trường hợp toàn bộ altcoin của thị trường đều tăng là một giấc mơ mà tất cả các nhà đầu tư crypto đều mong đợi, được gọi là altcoin season. Việc dự đoán để đón đầu altcoin season thông qua phân tích các chỉ báo từ trước thường sẽ mang đến lợi nhuận rất cao. Chúng mình sẽ có một video nói chi tiết về việc cách để đón đầu một mùa altcoin season trong thời gian sắp tới. Các bạn nhớ theo dõi kênh để không bỏ lỡ nhé! Cuối cùng mình sẽ nói về sai lầm của người mới bước chân vào thị trường khi mua altcoin. Mình thấy có rất nhiều người mới bước chân vào thị trường thường sẽ có một quan điểm khi mua altcoin, đó là đồng coin này rẻ hơn rất nhiều so với Bitcoin. Với số vốn ít thì mình sẽ mua được rất nhiều coin.
cho nó lên giá như Bitcoin là mình sẽ có một mức lợi nhuận khổng lồ. Đây là một sai lầm khá nghiêm trọng. Vì giá cả của một đồng coin thường sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như vốn hóa, tổng nguồn cung, cung và cầu của người tham gia thị trường. Ví dụ bạn không thể nào mua đồng Dogecoin ở 0,15 đô và mong chờ giá lên 60.000 đô giống như Bitcoin được. Vì tổng cung hiện tại của Dogecoin lên đến hơn 132 tỷ, lớn hơn rất nhiều lần so với tổng cung tối đa là 21 triệu của Bitcoin. Điều này cũng khá tương đồng với bên ngoài đời sống của chúng ta. Cái gì càng hiếm thì sẽ có giá trị càng cao. Cái gì đại trà ai cũng có thể sở hữu được thì chỉ nằm ở mức tương đối, đúng không nào? Và đó cũng chính là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng video này sẽ cung cấp nhiều thông tin hữu ích đến cho mọi người. Nếu thấy hay và bổ ích thì hãy tiếp tục thêm động lực cho chúng mình bằng cách để lại một like và một đăng ký nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.